Chừng đứt tay từ từ. Con thích không? Đâu con cho cô chú coi nha. Mình mở xuống cho cô chú coi. Đó, cô chú thấy mẹ mua bánh cho Trúc Linh với Via nè nha. Để mẹ quay cho cô chú coi nè. I like blueberry. You give me blueberry, yeah. Strawberry. And strawberry, I know you like it. See? I like strawberry. Yeah, so bữa nay Tiết mua bánh cho ở tiệm Tiết cho Via nè với Trúc Linh đó các bạn. Thì cái này gọi là creme brulee ha. Đây là tiramisu. Còn cái bên đây đó là fruit tart. Còn cái này là cheesecake. Đó. Cái bên đó là cheesecake. Vienna love cheesecake. Hả? Hả? Đâu ăn thử cho mẹ coi coi. I like strawberry so you know, hả? You like strawberry. How is it? Good. Muốn mẹ lấy cái muỗng cho con múc cái kia nữa không? Ngon không? I like this. Blueberry nữa. Cái này, con thích cái này. Ừ, ok, để mẹ cột tóc lên cho con nha. Chưa, rồi, 1, 2, 3, vô. Xin chào ông bà cô chú. Hôm nay, con đi sắp bè. Cái miệng con lặn cái gì mà hai cột chấn nhách trên dưới. Hả? Uống sữa mẹ. Không thấy được. Trên cái phòng anh tối đó. Trời đất ơi, cô chú ơi, nhìn cái mỏ của con rồi cô chú. Rồi làm kiểu khác nữa coi. Làm kiểu khác sao đâu. Rồi còn nháy mắt sao đâu. Nháy mắt sao đâu. Nháy mắt sao đâu. Trời ơi, giống Halloween quá bà ơi. Không phải vô mà. Ông lộn lộn. Anh nãy em chào rồi. Em chỉ chào đúng một lần thôi. Kêu nữa em sẽ không có chào. Hồi nãy bà chào với ba giờ chào với mẹ. Một, hai, ba. Rồi. Một, hai, ba, vô. Mẹ chào chú. Rồi xin chào ông bà cô chú. Rồi. Chào cả nhà. Ok. Rồi xin chào tất cả anh chị cùng các bạn theo dõi hai vợ chồng Đạt trên kênh Bầu Trời Boston and Family. Trời ơi, mẹ gõ tay. Giỏi ghê chờ. Hôm nay mình đi shopping. Với ai? Vì nè, Trúc Linh, mẹ. Ai nữa? Đã xin. Xin chào cô chú. Giỏi. Rồi thì bây giờ cả nhà mình đang ở trong xe các bạn. Đầu tiên mình sẽ chạy qua bên má và Mr. Nhàn mình sẽ chóp ốp đồ ăn ơi. Trước. Yes. Mẹ ơi, con muốn lấy cái chocolate cho bà nội rồi. Lấy cái gì? Con lấy cái chocolate cho bà nội đó. Ồ, chocolate hả? Okay. Thứ ba này nè, con đi qua nội nè, mẹ gửi con qua nội sẵn rồi, con lấy luôn. Đó, đây là mẹ chịu view. Dạ. Cho con vô cho bà nội được không? Hả? Ok. Yeah. Okay, bây giờ mình sẽ đi qua nội với lại qua Mr. Nhàn mình chop up đồ ăn cho bà nội với lại Mr. Nhàn xong rồi mình sẽ đi thẳng tới địa điểm hôm nay. Anh thường chưa biết em muốn đi đâu nha. Bí mật. Okay. Không, đi lên cái chợ ở Quincy, chợ Carmen á. Lên chợ đó trước. Tại mẹ rất là thích đi cái chợ đó. Lớn bán đồ nội thất, đồ trong nhà bếp chứ không phải nội thất. Đi lên mua đồ chay cho má. Với lại đi, mình sẽ lên đó mình đi kiếm đồ chay cho má nữa. Tại chợ nó bán đồ chay rất là nhiều. Party in a few minutes. Oh, yeah. Tyson. Julian, miss you. How you feel? I'm good. Good? Thank you. Yeah. Oh, you just got out of the house. Yeah. I was in the store. Oh, Tyson, dễ thương quá. I was in the store. Oh, you're in the store. Okay. Bye. 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 Have a good day. Bye. Bye, Tyson. Rồi mình chóp ốp đồ ăn cho chú Tư thì gặp ngay con của chú Tư bé Tyson dễ thương quá trời. Lớn ha. Nó lớn hết trơn. Lớn cặp mắt nó đẹp quá trời. Ok, so giờ mình đi lên chợ nha. Chạm đầu tiên em sẽ quẹo bên tay phải. Quẹt all way. Xếp hàng. Sầu riêng kìa, sầu riêng kìa. Ủa?
Vừa nghe nói có sầu riêng băm bay tới đó liền luôn á. Bữa nay sao đây đông người quá trời luôn. Không bốc được nghe chưa. Ừ. Mình lấy chanh dây đi, 2 đồng một trái quý vị. Để nhỏ xíu à, không tới 3 ngón tay nữa, 2 đồng một trái. Wow. Nhé hiệu à. Rồi các bạn, sau một hồi lạn vô chợ, nhà mình mà đi vô chợ là mạnh ai nói đi à. Hay. Phải, anh đi kiếm em với kiếm mẹ để anh giới thiệu cái trái. Cái trái bí gì, bí di cá nè. Di cá, mình chưa bao giờ thấy qua luôn á. Họ cứ biết làm không mà kiếm ra, mua đại luôn đó. Thì về nấu canh thôi. Mà anh cũng không biết là bao nhiêu tiền luôn nữa. Nhưng mà bây giờ anh đang đi kiếm hai trái su. Ok, hai trái su có gai á. Hồi xưa giờ anh đi chợ anh không bao giờ thấy su có gai hết. Đúng không, su kia thôi. Mà bây giờ kiếm được hai trái su có gai. Mà nó có nước mọng luôn nữa. Hai trái su có gai anh đi kiếm không chưa thấy đây nè, anh sợ bị bể ấy. Anh làm ơn anh giấu cái trái đó giùm em cái. Đó. Ồ, nó già dữ lắm luôn à. Thì đúng rồi, cái này nó có gai mà nó già nữa. Anh chồng á, anh năm sau mình có su mình ăn á anh. Thì bởi mua hai trái cũng chẳng biết bao nhiêu nữa. Mà nguyên cả một cái đống trái su luôn, anh thấy cộng có 4 trái thôi. Ừ. Đó, hai trái nè. Giỏi. Đây. Mình vô đó mình đi chợ mình mua một chút số đồ. Mua được 2 con cá chay cho má. Má chỉ có chợ này mới có thôi các bạn. Mẹ thì mẹ vô mẹ mua mấy cái thao thùa gì của mẹ. Bún. Đó, mình vô mình mua bánh bao. Và đồng thời anh thấy có một loại khoai lang tím Việt Nam. Khoai lang tím phải không? Thấy rồi. Dạ, khoai lang tím của Việt Nam. Alright, so lâu lắm rồi anh cũng chưa có ăn cái củ khoai lang tím của Việt Nam mà anh ăn củ khoai lang tím của Nhật thì rồi. Wow. Nice. Cho nên anh mua thử luôn. Rồi quý vị ơi, nãy mình đi chợ với mẹ và mình may mắn nhận ra thấy được hai trái su, tổng cộng nguyên cả đống su trong đó mình thấy tổng cộng 4 trái nhưng mà hai trái mình ưng ý vì một trong hai trái này nó có coi như là giống như là được mọc cái nụ lên đó, đúng không? Xong còn trái này thì nó cũng đã nứt rồi. Nó tóm lại thì hai cái trái này mình cố gắng mình sẽ làm giống cho năm tới. Nhưng mà cái điểm quan trọng đây mình muốn quay mình hỏi vì mình không có kinh nghiệm. Tức là bây giờ mới có tháng 11 thôi, đầu tháng 11 thôi. Mình làm sao có thể giữ được cái này mà nó không có mọc lên cây dài cao chiều nhiễu luôn. Để mà mình có thể giữ được tới cái mùa hè, mùa xuân năm tới đây. Các anh chị nào mình có kinh nghiệm để giữ được nó dài lâu thì cho mình biết. Nhất là cái củ này chưa có mọc ra nè. Thì cái củ này thì chắc có lẽ khi mà nó ra được gang tay rồi chắc mình cũng không còn điều kiện mình phải bỏ nó xuống đất và cố gắng để nó ở trong nhà. Còn cái củ này mình làm sao để kéo dài cái thời hạn nó ra mà nó không bị thối để mùa xuân mình có thể bỏ xuống đất được. Và đồng thời mình khoái cái vụ mà khoai lang tím ở Việt Nam mình nè. Ở cái chợ đó có bán và mình mua ăn thấy là ngon quá. Vô cùng thấy là ngon luôn. Không ngọt hả? Không... Lạc lắm hả? Lạc nhất. Không có bằng cái khoai mình hay ăn. Vậy hả? Dạ mình nói cái này nó lạc lắm, không có không có giống cái khoai lang tím của Nhật. Cái khoai lang tím của Nhật thì nó ngọt tròn, nó ngọt đã luôn. Cái này thì Đạt chưa ăn. Mình thấy cái này thì mình thấy nó ngon quá mà giờ Đạt mới ăn nó lạc nhất rồi. Thì thử nha. Tại cái này Đạt biết, ở bên Việt Nam Đạt từng ăn qua Đạt biết cho nên mình ăn mình sẽ hiểu. Rồi các bạn, ngày hôm qua thì mình có cái video là miếng măng gà đó để mình tiếp đãi vợ chồng anh Khánh tới nhà chơi và đồng thời giúp gia đình gắn cái toilet cho mẹ chịu view. Thì nước lèo cũng còn mà gà thì đã hết.
Tại vì mình cũng có tu go cho má với nhàn á, gà hết luôn với lại bé Như nữa, nhưng mà mình ăn hết rồi. Thì mình đã luộc, bữa nay mình luộc một con vịt, nên mình sẽ đổi hướng qua bún măng vịt, trong khi nước lèo mình còn đó, chỉ có thiếu thịt thôi thì mình thế vào bằng thịt vịt đó, vẫn ngon như thường. Và hôm nay bún măng vịt thì mình ăn với nước mắm gừng, rau đầy đủ, không thiếu cái gì hết đó. Rồi sao mà nói em lấy hai cái tô bằng nhau quá vậy dạ? Ừ hả, thường thường cái tô của em bự hơn cái tô anh không à? Thôi em thích tô bự cho anh, cho nó rộng rãi. À, bự quá nè, anh ăn không được. Con của mẹ cũng đâu thua ai đúng không? Đương nhiên rồi, người ta phải ăn cái tô bự bự có sức khỏe. Ồ. Đó chứ không phải ăn nhiều. Ồ. Mẹ quá vui là được cái toilet gì thông minh. Dạ. Toilet thông minh. Ừ. Giờ mẹ nói thiệt đi, tối giờ mẹ đi làm sao? Bất cỡ, bất cỡ. Gì chứ ấm đích đầu tiên. Ồ, cái rau ngon quá hả? Ngồi xuống ấm. Ấm lắm, ngồi xuống là phái liền. Đó, em múc trên cái tô này rất là đẹp luôn á anh. Ấm sạch à, thấy không? Rồi, vậy đủ không anh? Ừ, dư rồi dạ. Đây, tôi bún miếng gà đây, bún măng gà đây. Chả, chả. Nè, đây chả nè con. Ta. Không phải, con mới mua. Hả? Con mới mua chả mà sữa cô. Là gì vậy? Con muốn ăn cái gì? Muốn ăn xuyên không? Chả. Chả nào mới được? Chả màu sức của mình mua đó. Hôm nay con mua đó. Đẩy tủ lại, đẩy tủ lại, đẩy tủ lại. Con, you mean this one? Yeah. Cái này chả hả? Bắt hộp con, bắt hộp. Đục mày bây giờ, bây giờ là chả. Lên đây ngồi ăn là hoàng đó, tụi coi tụi. Con không bắt hộp đâu. Lên ngồi ăn là hoàng, không có chạy, khoan nó đẹp, không có được chạy. Lên ghế ngồi. Lên ghế ngồi đi. Lên đó, đằng đằng kia. Uống tăng quầy. Cái khoai này nó dở ghê đó chứ. Dạ hả? Khoai, khoai, khoai tím hả? Khoai tím dở nè. Dạ đó hả? Ôi thật là hấp dẫn. Trời ơi, trời ơi, cái tô của bả kìa. Trời ăn tao phải ăn. Tiêu không? Tiêu, bánh tiêu. Ba, mẹ xếp chưa cho con được không? Ok, nè, con ngồi vị trí đó là con phải làm sao? 1, 2, 3, vô. Xin chào bà cô chú, hôm nay con chó. Con ăn cái gì? Con chả. Con chả. Đây. Chả hả? Giới thiệu chả cho cô chú coi, chả của chú Linh. Đây. Đây là chả của chú Linh đó quý. Em mục đích của em nói là muốn trái nhãn. Trái nhãn. Con nói thử trái nhãn. Trái nhãn. Trái nhãn. Đúng rồi, chứ không phải chả. Ừ. Nãy giờ. Hồi nãy giờ hai cha con. Hai cha con thiếu điều muốn gây lộn á. Bỏ ra đó. Bởi vì em nói em mua chả, mình nói em mua chả gì, không? Mình đưa miếng chả em không chịu. Đưa chả em không chịu. Hay gây qua gây lại, hồi xong mình nói nó đi chợ với mình, nó mua chỉ có một món duy nhất thôi à. Tức là cái món này, đúng không? Cho nên đưa cái này họ, nó đúng rồi, cái này nè. Rồi con mời bà ngoại, mời cô chú chưa? Đúng rồi. Mau, 1, 2, 3. Vô, mời. Mời bà nhà, mời ba, mời mẹ, mời bà ngoại. Rồi, ông bà, cô chú. Con biết bỏ hộp không? Con phải ngồi đây con ăn từ từ nha, không? Con không có được chạy. Tại cái này con chạy là sẽ bị mắc hột quá biết không? Đau lắm. Wow, ngâm gì hả? Ừ. Ok, rồi mời cả nhà, mời mẹ. Rồi, mời cả nhà. Giờ em ngồi hay em đứng? Em thích đứng, chúng em mới ngồi. Không, anh phải hỏi cho có lại, chứ không anh ngồi, em đứng trông có vẻ không được thoải mái cho lắm. Trời ơi, đúng ngon quá, ngon quá. Rồi. À, xin chào tất cả anh chị cùng các bạn theo dõi hai vợ chồng Đạt trên kênh Bầu Trời Boston and Family. Em lấy cho anh nè. Cái đó cay lắm, cái đó cay lắm. Cái này rất là cay, nhưng mà tại không có nên anh lấy lại. Rồi. Mẹ mở lấy hộp cho con được không? Mẹ lấy hộp cho con hả? Dạ. Hôm nay mình ăn bún măng vịt. Mẹ mẹ lấy hộp cho con được không? Trời đất ơi, tao bún của mẹ đó con. Nhìn đẹp quá, nhìn đẹp mắt quá. Mẹ lấy hộp cho con được không? Mẹ đừng ăn. Mẹ biết rồi, cái này con phải tự. Cái này mẹ lấy mẹ khó lắm con, tại cái hộp bự quá. Ừ, bây giờ mẹ lọc cái vỏ cho con ăn cái đâu con cắn cái đó nha. Hả? Mẹ lọc cái này nè. Ok.
Nè, mẹ lật này sẵn nè. Cái chanh đó. Thôi mẹ. Cảm ơn mẹ. Nè, không. Mẹ lấy hộp đi, mẹ lấy hộp không, cái con phải tự con lấy ra, con ăn con cắn ra. Chứ mẹ không có lấy được. Đúng rồi. Đó. Khoan con lè lè nó ra. Tại cái nhãn này không có lấy hộp được, nó chảy nước tùm lum. Đó, vậy đó xong con ăn, bỏ miệng ăn. Chứ con qua đậu con ăn làm sao? Ừ, con qua đậu con ăn làm sao? Thấy không? Ăn vậy là đúng không? Đúng rồi. Rồi ăn đi, sao nhảy vô vậy? Hả? Tại sao nhảy lại? Ăn luôn, ngay đi. No. Ủa, ai gọi vậy? Hello. Rồi, tiếp tục. Trời đất ơi. Nó... Nãy giờ mày thấy nó lột nhò nhãn không? Có nghĩa là em lột ra xong mình nhả lại. Xong một đống vậy đó, bắt đầu mới ăn từng miếng, từng miếng, từng miếng. Chứ không phải cắn như là ăn miếng đó. Wow. Nha, rất là giống em. Wow. Ăn được không? Ngon không? Trời đất ơi, cái thương quá trời quá đất luôn á. Ăn hết bệnh đó là nóng liền á. Đúng rồi, giấu à. Nóng lắm á. Giấu nha, rát cổ luôn á. Ngon quá vậy. Mình kết cái loại bún này. Ừ. What? Thực gì? Hôm qua ăn bún mà ăn gà. Nghe mùi gà. Bữa nay ăn bún mà ăn vịt nghe mùi vịt. Nghe đúng mùi vịt luôn á chứ, không nhận vịt đó. Nó có cái mùi đặc trưng ra. 2, 3, 4, 5, 6. Nè, giờ ba hỏi chú Linh nè. Nghe nè, giờ thầy nhìn thấy nè nha. Đấy, đợi nha, đợi nha. Rồi chú Linh phải cho mami coi nha. How many trái nhãn we have? How many? 3. 7 rồi làm quên. 1, 2, 3, 4. Okay, so how many trái nhãn do we have? We have 4. 4 nhãn. We drop 1. How many left? We have 3. We drop another 1. How many do we have? 3. We have 2. Yes. We take 2. We put 1. How many we have? We have 3 again. Drop 1. 2. Drop 1. 1. Drop 1. 0. 0. Làm toán giỏi quá. Chúc Linh từ bé. Yeah, chú Linh biết làm toán rồi. Giỏi chưa? Chà, how many hole is it? Trời, đánh địch luôn. Okay. 1, 2, 3, 4, 5 hole. There's 5 hole in there. No? Wrong. You don't see 5 hole. What? How many hole? Count. I did. Count. 1, 2, 3, 4, 5. No. 1. 2, 3, 4, 5, 6. Dạ. 6 hộp. Dạ. Anh thật sự không thấy cái hộp lép. Không thấy luôn hả? Có. Bây giờ tôi tưởng ông cố tình. Anh vào không thấy thiệt. Không, anh không thấy. Tại vì cái hộp nó lép, anh không thấy. Khi mà nó cứ từ chối anh hoài, nó bởi vì kỳ quá. Anh đếm lần thứ 3 luôn. Anh mới nói, ồ, trong cái hộp lép. Em lại tưởng là anh cố tình để cho nó đếm. À, không. Cái hộp lép sát cái hộp kia nên anh không thấy. Hèn chi mình cũng thắc mắc, mình nói rồi sao mà em lại nói mình nữa. Sao hèn chi? Hèn chi? Hèn chi? Sáng giờ mình với mẹ đi vòng vòng các bạn, đi chợ, đi chợ mua con vịt này nè. Đó, bữa nay được ngày nghỉ chung với mẹ. Đi chợ xong rồi về luộc vịt lên ăn bún măng vịt. Và trong thời gian mình đi chợ thì mình có gặp gia đình hai bác gái cũng chào hỏi và hỏi thăm chú Linh với nhà. Cảm ơn hai bác, tại vì bác cũng nói bác thường coi clip của gia đình lắm, cho nên trong cái clip này chắc chắn bác cũng sẽ coi. Hai bác. Chú hả? Không phải chú, bác. 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 Dạ. Anh hả? Không, bác thôi, con gọi bác được rồi. Con gọi, con gọi bà luôn. Dạ. Bà luôn á, bà đó. Bà. Con nói xin chào ông bà đó. Sao con phải gọi bằng bà? Đúng không? Dạ. Cái cục câu. Dạ. Bà của chị hả? Cục câu. Bà của chị nữa. Dạ. Lấy quá cho con. Có gì? Con video rồi hả? Đúng rồi, có video của con đó. Anh không ngờ anh khoái em mong vậy. Bà ngoại cho con hỏi chị được không? Chút nữa. Chút nữa, chị đang ngủ à, giờ này chị đâu ngủ không? Nha, chút nữa chị thức thì mình cho chị một cái.
đúng là chị ngon. Hả sao món này nó ngon dữ vậy ta, ngon hơn đúng mày đúng đâu ăn đắt luôn á, tại vì con bỏ quá nhiều rồi mày ăn lỏng lẻ hả. Bỏ thêm nước vô đi. Wow, you see that? You see that, Daddy? Mm-hmm. His eyes are squish. Yep. Bảo cô lên trên đây nha nha. Đấy, con có sách nguyên cả cái này. Tại sao? Con phải ngồi đây ăn để ba má thấy con ăn. Con không phải tắt tivi mà. Rồi con đi tắt tivi đi rồi con trở lại. Cái nhãn á các bạn, như nhà mình với nhất là mẹ không thể nào cho Trúc Linh ăn một mình. Mặc dù em ăn được nhưng mà mình không cho em ăn một mình. Tại cái hộp á, nhiều khi nó vừa ăn nó vừa nhảy nó vừa chơi á, nguy hiểm lắm. Nó bắt phải ngồi trên này. Bà cho chị. Có hộp mắm cục nó đọc nhé. Hộp mắm cục từ tới nhầm. Mấy cái hộp tí 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 này nè mẹ, mà bỏ nó vô rác á, nó lại mọc. Nó mọc lên và... nó mọc lên tổng cộng được 3 cây đây nhỉ? Xong cái con giữ lại nhưng mà một cây nó bị con cái con ốc sên á ăn cái đậu nó mất hết một cây còn lại 2 cây đang giữ lại không biết nó mọc lên tới chừng nào rồi không biết chừng nào có trái để ăn nữa. Có mấy hộp nhãn mà trồng cho tự nó mọc á dục dưới đất đại luôn thì khi mà nó lên ha là nó giữ cứng luôn mấy này con nghĩ chắc không 10 năm mới có trái quá ở đây không biết chết luôn. Xứ lạnh mình bởi vì xứ lạnh nó khó trồng sợ chết nó cây lên nó chết cái cây cho nên nó nói em ham mua nhà bên bên mấy xứ ấm hả anh còn ham hơn em nữa mua nhà trước khi anh năm 70 tuổi vậy ok coi mai mua đi mai mua mua nhà giống như đi chợ mai mua được giống như rải đi mua con vịt á đó giống như mua được hả? Con vịt nè, con vịt kêu sao chú Linh? Quẹt 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 quẹt. Con gà kêu sao chú Linh? À, à. Ôi, 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 ôi. Ôi. Còn con heo kêu sao? Hả? Con heo kêu sao? Somebody. Con heo á, con pig á, con heo á. Ôi ngồi ngồi. Ôi ngồi. Con chó kêu sao? Con chó kêu sao? Bút bút bút. Con mèo. Mèo. Mèo, trời. Nó biết mặt miệng. Còn con gái kêu sao? Hả? Con gái. Con gái đâu? Con gái thương của ai kêu sao? Chúc lên hả? Hả? Con gái kêu sao? Hóc. Trời ơi, hóc. Con gái của bà kêu Daddy, Daddy, Daddy. Đúng không? Dạ. Dạ, dạ siêu quá hả? Quá giỏi chú lên nè. Hả? Đây con không giỏi. Đây ta vừa đậu vào. Chú Linh giỏi. Đây qua sông. Cú sông qua sông. Chào cô chú để má mi xử. I give you a big one. What do you like that? Big one. Okay, now you're the big one, why? I like it. Ta thích vậy lắm mà. Ta thích vậy mà. Hát karaoke không anh? Thì tắt hồi mở karaoke hay. I like that idea. Hình như lâu lắm rồi mình không có hát karaoke. Vừa nghe nói cái rồi. Làm tôi hết hồn với dí không? Tôi chuyện gì? Cha anh phải lương với trời. Tự nhiên hỏi anh hát rồi. I like that idea. He said it's a good idea. Đúng rồi, lâu quá mà không có hát nhưng mà giống như là lâu ngày quá không được hát mừng quá hay gì. Nhưng mà anh mừng thiệt nhưng mà anh biết anh cô không có hát được. Biết sao không? Ẻm phá. Kệ nó cho nó vui thôi mở nhạc cái nhạc. Em hát sao em hát? Thì hát anh hát bè nó hát chính. Ta. Ta đó. Dạ. Nhưng mà đừng có ăn no quá không được đâu. À thôi em vẫn ăn bình thường, hát bình thường. Hết cái tô này không có khả năng. Nói coi hát bình thường. Mẹ ơi, ta nói she was a big one. Ok thôi mình ba cô chú mình mở karaoke mình hát. Rồi, rồi, chú phụ lên nha. Rồi thêm một người nữa. Giống dễ sợ luôn. Thấy không? Vừa nói ok ok, chút đánh cứ đầy đi. Quá trời phải luôn. Cảm ơn tất cả anh chị cùng các bạn theo dõi hai đời chồng đặt trên kênh bầu trời Boston and Family. Em chơi chứ quỳ không phải em té, cũng có tình chơi chơi vậy đó.
Rồi, không quên chúc anh chị cùng các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người yêu. Rồi xong rồi. Rồi chú lên mở nhạc cho mẹ hát nè. Ôi cái tô của mình sẽ nó còn nhiều thế. Tụi nó ngon nè. Nghe trong mùi, hình như con thích cái mùi hôi vịt với mùi hôi dê. À, bữa cái đậu dê anh ăn có nghe mùi dê không? Hả? À, mẹ nói hôi rình em ăn anh thấy ngon chứ. Nói tóm lại là anh thích cái mùi hôi. Không, anh thích cái mùi hôi. Cảm ơn tổ chứa cho bà cho con được không quên chúc các bà ngày vui vẻ hạnh phúc bên cạnh gia đình và người yêu.